Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giảng cho các em sách hình học 10 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là bài số 5, chương thứ nhất. Đó là bài trục tọa độ và hệ trục tọa độ. Ở lớp 7, chúng ta đã làm quen với trục và hệ trục tọa độ đề các vuông góc. Trong phần này, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các khái niệm đó. Làm quen rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các khái niệm. Thứ nhất, trục tọa độ. Trục tọa độ còn gọi là trục hay là trục số. Trục là trục hay trục số. Là một đường thẳng trên đó để xác định một điểm O và một vector Y có độ dài bằng 1. Điểm O ở đây, vector Y. Độ dài của nó là một đơn vị. Điểm O gọi là góc tọa độ. Vector Y gọi là vector đơn vị của trục tọa độ. Được không? Trục tọa độ như vậy được ký hiệu là O chấm phẩy Y. Ta lấy điểm Y sao cho vector OY bằng vector Y. TOY còn được ký hiệu là OX. OX, cái này quen quá rồi, OX. Tia đối của OX là OX phải. Các bạn nhiều bạn không biết. Tia đối của OX sẽ là OX phải nhé. Như vậy hệ trục này có thể nói tắt là OX hoặc là X phải O, OX. Được không? Ký hiệu là O chấm phẩy vector Y, còn gọi là trục X phải OX. X phải OX hay trục OX. OX là viết tắt nhé. Có thể gọi là x phải o x. Được không? Tọa độ của vector và của điểm trên trục. Cho vector O nằm trên trục O chấm phẩy Y. Khi đó có số A để xác định vector O bằng A lần vector Y. Số A như thế gọi là tọa độ của vector O đối với trục O chấm phẩy Y. Cho điểm M nằm trên trục O chấm phẩy Y. Khi đó có số M xác định để vector OM bằng M lần vector Y. Số M như thế gọi là tọa độ của điểm M đối với trục O chấm phẩy Y, cũng là tọa độ của vector OM. Hơi khó hiểu chút đúng không? Rồi cứ qua hoạt động đây nghe. Trên trục OX cho hai điểm A và B lần lượt có tọa độ là A và B, tìm tọa độ của vector AB và vector BA, tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB. Ta cứ bám vào định nghĩa ta làm thôi nhé. Điểm A có tọa độ là A, thì khi đó ta sẽ có là vector OM sẽ bằng A lần vector A. A có tọa độ là A nhỏ, được không? Suy ra vector A sẽ bằng A nhỏ lần vector A. A là một số gì đó không cần biết, được không? B có tọa độ là B nhỏ, thì suy ra vector B sẽ bằng B lần vector Y. Thì đang bám vào chỗ này nè. OM bằng M lần vector Y, thì M gọi là tọa độ của điểm M. Được không? Người ta đang yêu cầu là tọa độ của vector AB. Vector AB. Vector AB thì nó bằng cái gì? Vector AB thì bằng cái gì đây? Vector AB thì bằng là OB trừ cho OA. Được không? Được không? OB trừ OA. Lấy O sau trừ O trước nha. Bằng PA trừ cho AA. Bằng B trừ A làm nhân có vector Y chung á. Còn là B trừ A. Hay thầy nói cái khác là
Vector AB có tọa độ là B trừ chữ A. Được không? Tiếp theo là vector BA. Được không? Vector BA chấm thứ nhất nha, giờ chấm thứ hai. Vector BA thì vào ô gì? Còn vector BA thì bằng trừ vector A. AB cũng được. Hai vector đối với nhau nghe. Trừ của thằng này là A trừ B nhân A. Suy ra vector BA có tọa độ là gì? BA có tọa độ là A trừ trừ B. Được không? Được chưa? Tiếp theo là tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB. Trung điểm A nhé. Gọi A là trung điểm của AB. Chúng ta sẽ có điều gì? O là điểm bất kỳ nhé. Vector OA thì sẽ bằng vector OA cộng vector OB chia 2. Được không? A là trung điểm AB. Vector OA bằng vector OA cộng vector OB chia 2. Vector OA thì bằng là A lần vector A ha. Còn vector OB là B lần vector A. Em đi chia cho 2 bằng A cộng B chia cho 2 vector A. Suy ra Y có tọa độ là A cộng B chia 2. Được chưa? Xong hoạt động 1 nhé. Tiếp theo ta sẽ đến tiếp theo. Độ dài đại số của vector trên trục. Đây là những thuật ngữ chúng ta đọc kỹ rồi chúng ta nhớ thôi nghe. Nếu hai điểm AB lần lượt nằm trên trục OX có tọa độ của vector AB được ký hiệu là AB gạch ngang ha. Tọa độ của vector AB được ký hiệu là AB gạch ngang. Và gọi là độ dài đại số của vector AB trên trục OX. Như vậy vector AB sẽ bằng AB gạch ngang là độ dài đại số của AB nhân với vector A. Từ định nghĩa trên ta suy ra các khẳng định sau trên trục số. Số 1. Hai vector AB và CD bằng nhau khi và chỉ khi độ dài của AB, độ dài đại số của AB bằng độ dài đại số của CD. Được không? Tiếp theo là hệ thức vector AB cộng vector BC bằng vector AC tương đương với hệ thức đây gọi là hệ thức sắc lơ. Là như vậy. Đây nó chứng minh cho bạn nè. Nhưng phần này cũng không quan trọng lắm đâu. Phần này gọi là không gian một chiều nè. Tiếp theo ta đến cái phần mà ta hay gặp nhất là hệ trục tọa độ nha. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng ta hay làm nhất. Trên hình 28 ta có một hệ trục tọa độ vuông góc. Nó gồm hai trục tọa độ OX và OA vuông góc với nhau. OX, OA vuông góc với nhau. Vector đơn vị trên trục OX là vector A. Vector đơn vị độ dài bằng 1 nhé. Vector đơn vị trên trục OA là vector G. Vector G sẽ có độ dài là 1 luôn. Nhớ điều đó nhé. Điểm O gọi là góc tọa độ. Trục OX gọi là trục hoàn, trục OA gọi là trục tung. Hệ trục tọa độ vuông góc như vậy còn gọi đơn giản là hệ trục tọa độ và thường ký hiệu là OXA, OXA hoặc là O chấm phẩy A phẩy C. Những thuật ngữ này nhớ kỹ giùm thầy nhé. Chú ý khi cho mặt phẳng đã cho hay đã chọn một hệ trục tọa độ
Sẽ gọi mặt phẳng đó là mặt phẳng tọa độ nha, mặt phẳng tọa độ. Rồi, mục số 3. Mục số 3 có nội dung như sau. Tọa độ của vectơ đối với hệ trục tọa độ. Quan sát hình 29, đây là hình 29 đây. Hãy biểu thị mỗi vectơ A, B, U, V qua hai vectơ Y, C dưới dạng XY cộng YZ với Y là số lượng nào đó. Giống như là phân tích vectơ. Rồi vectơ A bằng mấy lần mấy lần Y cộng mấy lần C á. Vectơ A đem nó xuống đây nè. Nó là chéo 1, 2, 3, 4. Như vậy hoành của nó là 4 nè. 1, 2, 3, 4 được không? Còn tung của nó là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy nó là 4Y cộng với 5, 5C. Được không? Đem nó xuống dưới đây hoặc đem hệ trục lên với nó cũng được. Được không? Hoành là 4 nè. 1, 2, 3, 4. Tung nè. 1, 2, 3, 4, 5. Được không? 4. Mỗi vectơ Y là vectơ đơn vị là một ô thôi. Tiếp tục là vectơ B. Vectơ B là vectơ này ha. Vectơ B tính thử hoành mấy ô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được không? 6 ô. Nhưng mà nó bị ngược chiều. Nó ngược chiều vectơ Y rồi là trừ 6 Y. Được không? Còn C thì không có, cao thì không có. AB rồi nhé. Tiếp theo là tới OB. Vector O bằng O đây. Tính hoành nhé. 1, 2, 3, 4 đang đi theo chiều dương là 4Y. Tung nè. 1, 2, 3 mà đang đi theo chiều chiều âm là trừ 3C. Được không? Và vector cuối cùng là vector V. Vector V hoàn thì không có là 0Y nha. 1, 2, 3, 4, 5 đi theo chiều dương là 5C. Được không? Đây gọi là phân tích vector nhé. Tiếp theo ta có phần định nghĩa sau. Đối với hệ trục tọa độ OAC, nếu vector A bằng X lần vector Y cộng Y lần vector Z thì cặp số XY được gọi là tọa độ của vector A. Ký hiệu vector A bằng x chấm phẩy y hoặc vector A bằng XY. Như bạn có thắc mắc là có dấu bằng hay không thì câu trả lời là có cũng được mà không có cũng được nha. Sắp viết khác kỹ chỗ này rồi nè. Số thứ nhất x gọi là hoành độ, số thứ hai y gọi là tung độ của vector A. Tìm tọa độ của các vector A, B, U, V trên hình 29. Như vậy thầy sẽ có vector A sẽ có tọa độ là 4, 5. Vector B sẽ có tọa độ là trừ 6, 0. Được không? Vector U có tọa độ là 4, trừ 3. Vector V có tọa độ là 0, 5. Trước Y là hoàn, còn trước G là tung. Đối với hệ trục tọa độ OAC, hãy chỉ ra tọa độ của cái vector OAC. Rồi cái này này quá trời luôn. Rồi. Câu B nhé. Câu B. Vector không có tọa độ là vector 0 là 0,0. Được không? Vector Y có tọa độ là 1,0. Vector J có tọa độ là 0,1. Được không? Giờ Y cộng J nữa. Y cộng J có tọa độ là 1,1. Trước Y là 1, trước J là 1. 2 J trừ cho Y có tọa độ là
Trước y là âm 1, còn trước cho y là 2. Tiếp theo là 1 phần 3 y trừ 3 cho y có tọa độ là 1 phần 3 trừ 3. Được không? 1 phần 3 trừ 3. Tiếp theo là căn 3 y có tọa độ là căn 3 0, trước y là 0 nhé. Tiếp theo là căn 3 y cộng cho 0,14 trừ có tọa độ là hoàn là căn 3, còn tung là 0,14. Rồi tiếp theo ta có nhận xét. Từ định nghĩa tọa độ của vectơ, ta thấy hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có cùng tọa độ, nghĩa là vectơ A bằng vectơ B khi và chỉ khi hoàn bằng hoàn, tung bằng tung bằng tung. Còn tiếp theo thầy muốn gửi đến cho các bạn đó là phần số 4, biểu thức tọa độ của các phép toán vector. Trong mục này ta nói về biểu thức tọa độ của các phép toán vector sau: phép cộng, phép trừ vector, phép nhân vector với số. Cho hai vector A và B, hãy biểu thị các vector A và B qua hai vector Y và C. Hoạt động 3 nhé. Vector A sẽ bằng trừ 3y cộng với 2j, được không? Vector B thì sẽ bằng 4y cộng với 5j. 4y cộng 5j được chưa? Tìm tọa độ của vector C. Nếu có vector C thì bằng gì? A cộng cộng B. Lấy 2 này cộng nhau nhé. 2 này cộng nhau, 4 mà trừ cho 3 là còn y, 5 mà cộng cho 2 là cộng 7, 7 tri. Được không? Vector D, D bằng 4 lần vector A nhé. D bằng 4 lần vector A nhân số 4 vô đây là trừ 12 y cộng 8 tri. Tiếp tục là vector O, vector bằng 4 vector A trừ B, 4A trừ B ô bằng nhân số 4 vô đây trừ 12, trừ cho 4 nữa là trừ 16, trừ 16 y nhân 4 vô đây là 8, 8 trừ 5 là còn cộng 3 tri. Được không? Rồi một cách tổng quát như sau: cho vector A có tọa độ XT, vector B có tọa độ X', khi đó vector A cộng vector B là hoàn cộng hoàn cộng hoàn, tung cộng tung cộng tung. Vector A trừ vector B là hoàn trừ hoàn, tung trừ trừ tung. K lần vector A là K hoàn, K K tung. Vector B cùng phương với vector A khi và chỉ khi có số K sao cho X' bằng KX, Y' bằng KY. Ta hỏi tiếp nè, mỗi cặp vector sau có cùng phương hay không? Thầy biết cùng phương hay không, chúng ta lợi dụng cái này nhé. Người ta cho là x phải bằng kx, y phải bằng k, k y, được không? Thầy có thể rút ra là gì? K thì sẽ bằng x phải chia x, k là bằng y phải chia chị ơi, được không? Như vậy hai vectơ cùng phương khi hoàn chi hoàn bằng tung chi tung chi tung, với điều kiện x y nó phải khác không nhé. Còn x y mà bằng không thì dùng cái gì? Quay lại dùng cái định nghĩa. Tới đến nội dung của câu A. Vectơ A có tọa độ 0,5, vectơ B là trừ 1,7. Thử xem hai vectơ này cùng phương hay không nhé. Ta lấy 0 chia cho trừ 1, thế 5 chia cho 7 bằng nhau không?
khác nhau nhé, khác nhau. Như vậy suy ra vectơ A vectơ B không cùng cùng phương. Được không? Tiếp theo là tới câu B. Câu B nếu mà thầy lấy chia nhau á, 20 lấy 3 chia cho 1, 0 chia 0. Số 0 nằm dưới mẫu là không xác định này. Cho nên không chia được, cho nên chúng ta cần phải bám vào định, định nghĩa. Được không? Chúng ta có gì vectơ U sẽ bằng mấy lần vectơ V? 20 lấy 3 vectơ V. Được không? Vectơ U bằng 20 lấy 3 vectơ V. Thì suy ra được là UV cùng cùng phương. Được không? Tiếp theo là tới câu C. Câu C nội dung như sau. Lấy 4 chia cho trừ 0,5. Lấy âm 8 chia cho 1. 4 chia cho âm 0,5 bằng nhé, bằng âm 8 bằng nhau. Thì suy ra vectơ Y và vectơ F sao? Cùng cùng phương. Được không? EF cùng phương. Ổn không? Tiếp theo là tới câu câu D. Thầy lấy căn 2 chia cho 3. Vừa là thầy lấy 3 chia căn 2. Hai này bằng nhau không? Và rõ ràng hai số này khác, khác nhau. Suy ra vectơ MN không cùng phương nhé. Được không? Không cùng phương. Rồi tiếp theo tôi định nghĩa về tọa độ của điểm ha. Nó định nghĩa tọa độ vectơ trước rồi sau đó mới đưa qua định nghĩa tọa độ của điểm. Trong mặt phẳng tọa độ OXT, mỗi điểm M xác định hoàn toàn bởi một vectơ OM. Do vậy nếu biết tọa độ của vectơ OM thì điểm M sẽ được xác định. Vì lý đó người ta định nghĩa trong mặt phẳng tọa độ OXT, tọa độ của vectơ OM được gọi là tọa độ của điểm M. Như vậy cặp số XT là tọa độ của điểm M khi và chỉ khi vectơ OM bằng x chấm phẩy y. Khi đó ta viết M XT hoặc là M bằng x chấm phẩy y. Được không? Như vậy điểm á, điểm thì có thể viết dấu bằng nè, hoặc là viết không dấu, không có dấu bằng cũng được ha. M x phẩy y hoặc M bằng x chấm phẩy y nè, viết hai như thế hai này đều được nhé. Được không? Nhưng mà người ta hay viết cái này hơn. Điểm M thì người ta không viết dấu bằng, còn viết tơ là có dấu bằng. Nhưng về lý thuyết thì cả hai cái đều viết được ha. Được không? Rồi xác định nghĩa như thế nào thì mình làm y hệt vậy thôi. Nghe đây là cái chuẩn chung mà. Số x gọi là hoành độ của điểm M, số y gọi là tung độ của điểm điểm M. Chúng ta có nhận xét sau. Gọi H K lần lượt là hình chiếu của M lên OXT OY. Khi đó điểm M có tọa độ XT thì vectơ M bằng x lần vectơ A cộng y lần vectơ J bằng OH cộng OK. Suy ra x vectơ A bằng OH hay x bằng OH, y vectơ J bằng OK hay y bằng OK. Trên hình 31, tọa độ của mọi điểm OA, B, C, D bằng bao nhiêu? Thầy đọc luôn nhé, khỏi ghi nhé. Điểm A thì có tọa độ là âm 40, 1, 2, 3, 4, âm 40. Điểm B thì có tọa độ là 1, 2, 3, 0, B, xin lỗi, 0, 3. Rồi, điểm B là 0, 3. Này, điểm O là 0, 0. Nghe điểm O là 0, 0. Điểm C là 1, 2, 3, 1. Điểm C là 3, 1. Điểm D là 4 trừ 4 nhé, hoành là 4, tung là trừ 4. Được không? Hãy tìm điểm E có tọa độ là 4 trừ 4. 4 trừ 4, E, chính là trùng với D luôn. Được không? Tiếp theo nó bảo là tìm tọa độ của vectơ AB.
Điểm A thì có tọa độ là, điểm A là bao nhiêu? Điểm A thì có tọa độ là 40. Điểm B thì có tọa độ là 03. Vector AB thì bằng OB trừ cho OA, được không? OB chính là vector này luôn nè, trừ cho OA là 0 trừ 4, 3 trừ 0, và nó sẽ bằng là âm 43, được không? Tọa độ của vector AB là âm 43. Và chúng ta tổng quát nó có như sau: với hai điểm M có tọa độ XM, IM, N có tọa độ XN, IN thì vector MN bằng hoàn trừ hoàn, tôn trừ trừ tôn, hoàn sau trừ hoàn trước nhé. Hãy giải thích vì sao có kết quả trên. Thì chúng ta đã làm ở phía trên em này, tìm tọa độ của vector AB. Giờ giải thích là một, lần nữa cho chắc nhé. Vector MN thì bằng cái gì? ON trừ cho OM, được không? Được không? Hai vector trừ nhau chúng ta sẽ lấy hoàn trừ hoàn, tôn trừ trừ tôn. ON là XN trừ cho X, XM. IN trừ cho Y, IM. Đấy. Chú ý, để thuận tiện ta thường dùng ký hiệu XM, IM để chỉ cho tọa độ điểm M ha. Điểm A lấy tay ra, thường thôi nhé, thường thôi. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác. Cái khúc này hoạt động năm á, là người ta đang gợi mở chúng ta đến công, công thức, hay gọi là người ta gì? Hướng dẫn chúng ta chứng minh công, công thức nhé. Đọc sách thì phải hiểu cái chỗ này nhé. À, người ta cho điểm M, XM, IM, điểm N, XN, IN, B là trung điểm MN ha. Hãy biểu thị vector B qua hai vector M và N. Thì chúng ta có vector B sẽ bằng cái gì? Công thức trung điểm OM cộng với ON chia 2. Được không? OP thì bằng vector P thì bằng với tô M cộng với tô N chia 2, hiểu không? Hiểu đúng không? Từ đó hãy tìm tọa độ của điểm B theo tọa độ của M và N. À. OM là XM này cộng với N chia 2 nè. IM cộng với Y, IN chia 2. Như vậy trung điểm chính là trung bình cộng. Vậy điểm P sẽ có tọa độ là XM cộng XN chia 2, IM cộng IN chia 2. Nếu B là trung điểm của MN thì XP bằng XM cộng IN chia 2, IP bằng IM cộng IN chia 2. Hôm nay chúng ta cố gắng làm xong cái phần lý thuyết nhé. Xong tôi sẽ đến bài tập. Rồi, hoạt động 6 như sau. Tìm tọa độ điểm M phải đối xứng với M qua điểm A 1 1. M phải đối xứng với M qua A, thế thằng nào là trung điểm? Này là trung điểm. Vì M phải đối xứng với M qua suy ra A là trung trung điểm, được không? Vì M phải đối xứng với M qua A nên suy ra A là trung điểm của A là trung điểm của M M1 phải, được không? A là trung điểm M1 phải thì chúng ta sẽ có cái hệ phương trình là XA bằng XM cộng XM phải chia 2, IA bằng
im cộng im phải chia 2. Thay số cho nhé. Xa là 1, ia là 1. Xm là 7, im là trừ 3, cộng xm phải chia 2, cộng im phải chia 2. Xm phải bằng im phải bằng có thể tính tay hoặc là xíp xôi cũng được nghe. 1 x 2 là 2, 2 trừ cho 7 là âm 5. 1 x 2 là 2, 2 cộng cho 3 nữa là 5. M phải có tọa độ là trừ 5, 5. M phải là trừ 5, 5 nhé. Rồi tiếp theo ta sẽ đến hoạt động 7. Hoạt động 7 thì tương tự thôi. Người ta đang gợi mở chúng ta đến công thức của trọng tâm. Ta khỏi làm nhé. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì XA cộng XB cộng XC chia 3, IA cộng IB cộng XC chia 3. Giống như cách chứng minh trung điểm thôi. Tiếp theo là ví dụ. Trong mặt phẳng tọa độ OXD cho điểm A, B và C, chứng minh rằng ABC là ba đỉnh của một tam giác. Muốn chứng minh ba đỉnh của một tam giác thì ba điểm này không thẳng hàng. Giờ bắt đầu làm nhé. Để chứng minh nó không thẳng hàng thì chúng ta sẽ chứng minh vectơ AB và AC không cùng phương nha. Tính giúp thầy vectơ AB. Vectơ AB lấy sau trừ trước, 0 trừ 2 là trừ 2. Lấy sau trừ trước là 4. Vectơ AC lấy sau trừ trước, 1 trừ 2 là trừ 1. 3 trừ 0 là 3. Được không? Chúng ta có điều gì? Trừ 2 chia trừ 1. 4 chia 3 khác nhau. Suy ra AB phải AC không cùng phương. Rồi, AB AC không cùng phương. Hai vectơ này không cùng phương thì suy ra A BC không thẳng hàng. Được không? Khi mà không thẳng hàng thì sao nữa? Suy ra ABC không thẳng hàng là sao nữa? ABC là ba đỉnh của một tam giác. Rồi xong nhé. Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác AB, ABC. Trọng tâm thì chúng ta có công thức rồi. Chúng ta sẽ làm gì? Gọi G là trọng tâm tam giác AB, ABC. Suy ra XG sẽ bằng XA cộng XB, YG sẽ bằng IA cộng IB cộng IC chia 3. Được không? Rồi ráp số vô là xong. XA cộng XB cộng IC chia 3, 2 cộng 0 cộng 1 bằng 1. Này là 0 cộng 4 cộng 3. Được không? 0 cộng 4 cộng 3 chia 3 là 7 phần cộng 3. Như vậy khi đó thầy sẽ có tọa độ điểm G là 1,03. Được chưa? Như vậy bài giảng về tọa độ vector đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở câu hỏi và bài tập nằm ở cuối trang 30, bắt đầu bài 29. Xin chào tất cả các bạn.